Thưa quý vị, theo đánh giá, có lẽ hiếm có nước nào mua thuốc, mua kháng sinh dễ như ở Việt Nam. Theo khảo sát của Bộ Y tế cho thấy, nhận thức về kháng sinh và kháng kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn thấp, và đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn, 88% ở thành thị và 91% là ở khu vực nông thôn. Do đó mà Bộ Y tế quyết tâm thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và đề án ứng dụng công nghệ thông tin kết nối nhà thuốc theo chỉ thị số 23 của Thủ tướng. Tới giờ số nhà thuốc kết nối mạng tại Hà Nội đã đạt 100%, thành phố Hồ Chí Minh là 99%. Đến hiện tại, Hà Nội đã hoàn thành việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông 3.501 nhà thuốc đạt 100%, đối với quầy thuốc đạt 94%, tương ứng trên 2.100 quầy thuốc. Hà Nội là địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành kết nối nhà thuốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện cũng đã có 99% nhà thuốc đã liên thông đưa dữ liệu buôn bán thuốc lên hệ thống. Qua phần mềm liên thông nhà thuốc, chỉ cần ngồi một chỗ, người quản lý có thể theo dõi được đơn thuốc, danh mục thuốc kê toa. Điều này có thể giúp người quản lý dễ dàng gửi thông báo. Tuy nhiên theo Sở Lãnh đạo Y tế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có một thách thức là một số nhà thuốc tư nhân vẫn còn e ngại lộ dữ liệu gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng cho rằng để triển khai quản lý liên thông hệ thống các cơ sở kinh doanh thuốc đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý, nhà kinh doanh và sự vào cuộc của người dân bởi nhiều cơ sở phải thay đổi cung cách hoạt động từ thủ công sang điện tử phải công khai minh bạch trong kinh doanh còn người dân phải thay đổi thói quen tùy tiện sử dụng thuốc sang thực hiện khám bệnh kê đơn và mua thuốc theo đơn